Tiếp tục hành trình khám phá Điện Biên, trong tập lần này sẽ có rất là nhiều thứ đặc biệt mà các bạn nên xem hết video nhé. Ví dụ như là những bí mật lịch sử ở thành Bản Phủ, bữa ăn cùng người đồng bào dân tộc Thái sẽ có những món gì. Tiếp theo đó thì bọn mình sẽ chinh phục 2 trên 4 trong tứ đại đỉnh đèo ở miền Bắc. Nào cùng theo chân bọn mình nha. Xin chào mọi người, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà bọn mình ở lại Điện Biên. Và lúc này thì bọn mình vẫn đang còn hơi sốt và cảm lạnh. Thời tiết ở miền Bắc đợt này thì tương đối lạnh và có phần rét hơn, vì thời gian tụi mình đi là vào mùa đông á mọi người. Hôm nay thì tụi mình sẽ viếng thăm thành Bản Phủ. Từ homestay Nàng Ban di chuyển đến thành Bản Phủ tương đối khá xa, nhưng vì tinh thần khám phá cho nên bọn mình cũng rất cố gắng để đến đây. Mọi người khi đến thành thì sẽ mua một vài thứ đồ lễ để dâng lên cúng vái. Phía trước bọn mình có cả một nhóm cô trò cũng đến đây để thắp vài nén hương nè. Nói về thành Bản Phủ một chút nha, thành Bản Phủ hay còn có tên là thành Triền Lề, thuộc địa phận xã Nông Hẹt, huyện Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên khoảng 8 km về phía nam. Mặc dù tòa thành đã bị phá hủy phần nào sau khi quân Trịnh tiến vào chiếm giữ vào thế kỷ thứ 18, nhưng những gì còn lại cùng với sử sách lưu truyền và dân gian kể lại cho đến ngày nay thì nó vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và luôn là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là mối quan tâm của những khách du lịch ở phương xa. Vào năm 1981 thì Bộ Văn hóa và Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã ban hành quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có di tích thành Bản Phủ. Tại thành nội Bản Phủ, sau khi tướng Hoàng Công Chất qua đời vào ngày 25 tháng 2 năm 1767 âm lịch, để tỏ lòng biết ơn người anh hùng đã có công dẹp loạn, giặc ngoại xâm, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân Mường Thanh đã lập nên đền thờ Chúa Hoàng Công Chất và 6 vị thần quận công, Lò Ngải, Bạc Cầm Khanh, Hoàng Công Toản, Bun Phanh, Vũ Tả, Nguyễn Hữu, được dân gian gọi chung là đền Hoàng Công Chất. Về thân thế, về sự nghiệp của tướng Hoàng Công Chất, Hoàng Công Chất thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân vùng Sơn Nam từ năm 1739 đến năm 1769, thời Lê Trung Hưng, quê làng Hoảng Xá, huyện Thư Trì, thị trấn Sơn Hạ Nam, nay thuộc huyện Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trong các năm 1740 đến năm 1743, nghĩa quân Hoàng Công Chất đánh bại cuộc đàn áp quân triều đình do tướng Hoàng Kim Trảo, Trịnh Kinh, Trương Nhiêu chỉ huy. Năm 1745, chỉ huy tập kích bắt sống viên thủ trấn Sơn Nam là Hoàng Công Kỳ. Năm 1748, không chống nổi quân triều đình do Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Đình Trọng chỉ huy, Hoàng Công Chất phải vào Thanh Hóa liên kết với phong trào khởi nghĩa của Lê Duy Mật, sau đó sang Lào và chuyển lên vùng Tây Bắc lập căn cứ tại Mường Thanh, Điện Biên. Năm 1752, nghĩa quân Hoàng Công Chất đã làm chủ được Mường Ét, Sóp Ét, Mường Sầm, Sầm Nưa, Mường Son, Mường Bở, Mường Cẩu, nay là địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nước Lào. Tại đây, Hoàng Công Chất đã tiếp xúc với nhân dân Thái, lánh nạn chờ thời cơ để trở về đánh đuổi giặc Phẻ, cứu lấy quê hương Mường Thanh. Trong số đó có Lò Văn Ngải và Bạc Cầm Khanh, được Hoàng Công Chất trọng dụng nên được gọi là quân Ngải, quân Khanh. Do có trợ thủ đắc lực là quân Ngải và quân Khanh, Hoàng Công Chất đã tập hợp được lực lượng gồm quân dân tộc, anh em từ các bản địa Hủa Phăn, Lào. Nghĩa quân đã tiếp tục làm chủ thượng nguồn, thượng sông Mã như là Mường Hung, Triền Cang, Sóc Cột, Mường Và, lúc đó thuộc Mường Bụa, Mai Sơn, nay thuộc hai huyện Sông Mã và Sóc Cột, tỉnh Sơn La. Do có trợ thủ đắc lực của quân Ngải, quân Khanh, Hoàng Công Chất đã tập hợp được lực lượng dân tộc anh em từ địa bàn Hủa Phăn, Lào. Nghĩa quân đã tiếp tục làm chủ vùng thượng sông Mã như Mường Hung, Triền Cang, Sóc Cột, Mường Và, lúc đó thuộc huyện Châu Mường Mụa, Mai Sơn, nay thuộc hiện hai huyện của Sông Mã, Sóc Cột, tỉnh Sơn La, rồi đến tiến dần vào Mường Lối, Mường Lèo, nay thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cho đến nay, nếu điền giả dân tộc học theo huyết tuyến đó vẫn còn có vết đường hào, bờ thành lũy tre, bao bọc xung quanh mà đoàn người địa phương được gọi là thành Kính Chất. Lực lượng nghĩa quân Hoàng Công Chất chỉ huy đã từ Mường Lôi, Mường Lèo cho đỉnh núi cao ập xuống góc Tây, ây vùng lòng trảo Mường Thanh, chiếm thành sám mướn, đuổi giặc Phẻ về phía đông bắc, nơi có đại bản danh Châu Bả, Tín Nọng ở Phú Văn, đồi Độc Lập ngày nay. Trong khoảng những năm 1755 đến năm 1761, sau khi kiểm soát được toàn bộ Mường Thanh,
Châu, Ninh Biên, nghĩa quân Hoàng Công Trất với hai trợ thủ đắc lực là quân Ngãi và quân Khanh đã làm được các việc lớn như là xây thành Mãn Phủ, Chiên Lề, truy kích giặc Phệ và giải phóng Mường Plei, cho người đón triều Ban Ẩn Máu ở Mường Trà trở lại làm thủ lĩnh, quy thuận chúa Thiên Chết ở Mường Thanh, thu hồi Sáu Châu, Âu Mường, Tung Lăng, Hoàng Ta Nham, Lễ Tuyên, Kim Châu, Ti Phụ và Hợp Phì do giặc Phệ dằn một thế lực phong kiến Mãn Thanh ở Vân Nam đã lấn chiếm trước đó và quy thuận các châu Thái. Tuy nhiên sau này Sáu Châu Thái sau lại mất về Trung Quốc, nay thuộc tỉnh Vân Nam. Từ sau khi nhà Trịnh lên đàn áp cuộc khởi nghĩa, Sáu Châu Mường về Tây giặc ngoại bang. Miền Tây Bắc đã thực sự trở thành căn cứ địa phong trào nông dân chống phong kiến vào thế kỷ thứ 18. Đền thờ Hoàng Công Chất khi xây dựng có hai gian mái lợp bằng cỏ tranh, do đó đã có thời kỳ bị bà con đốt nương làm cháy. Sau đó được tu sửa khang trang với tường gạch, mái ngói, nhân dân trồng ba cây đa si đề chung một góc tại đền để thể hiện tình đoàn kết keo sơn giữa nhân dân miền xuôi và miền ngược. Từ cấu trúc của ngôi đền, thờ tự, bài trí đều có sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Thái và văn hóa Kinh, mặc dù chủ trì đền ngay đó là người Thái ở địa phương. Trong đền trước đây có treo chuông, ban thờ có các cột đèn, hai bên hương án có bày đôi hạt đứng trên lưng rùa bằng đồng. Thành Mãn Phủ ở bên phải. Hello mọi người, bây giờ là hai đứa mình đang đi vào thành Mãn Phủ. Là nơi đâu ạ? Cái nơi đậm chất lịch sử của Điện Biên. Là nơi thờ một người anh hùng, đó là Hoàng Công Chất. Bây giờ tụi mình sẽ đi sâu vào bên trong dẫn mọi người tham quan nha. Hơi lạnh. Mình thắp một ban chính thôi. Dạ. Yeah. Vâng, bà sắm cho một ban được một thắp một ban chính thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Đâu không đáy lục nhỉ? Dạ. Yeah. Không có đáy lục không? Có lấy về không? Không đáy về, không đáy về để nhà chùa thì đáy về cái này thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Thank you.
khá là nhiều người đến đây để thắp hương đó mọi người. Bàn cho bạn đợi bàn trống trong đi xin. Rồi xá ra trước xá. Đình có mấy cây đà để tàu hết trời. Lâu lắm đúng không? To. Mấy cây đà để to. Ở phía trước của mọi người đó là một cái nhà trưng bày. Hiện tại thì người ta không có mở nha mọi người. Kiến trúc ở đây được xây dựng theo nhà sàn. Và ở trong khuôn viên của thành Bản Phủ thì ở giữa hồ nó sẽ có một cái hồ sen. Hiện tại vào cái mùa này thì hoa sen nó chưa có được nở. Ừ, thì đây có cái hồ sen này nhưng mà chưa có được mở. Còn ở đằng xa xa mọi người, đằng kia khi mà mình đi vào bên trong đó, nó sẽ có một cái thành được ta gọi là thành Bản Phủ người ta dựng lên. Thì đây là cái nơi làm căn cứ địa của các cuộc khởi nghĩa để nông dân do Hoàng Công Trực lãnh đạo. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lên trên thành, lối lên thành mọi người ha. To kìa. Rồi đó đi kìa, chuẩn bị bằng guốc kìa. Địch đã vào thành rồi. Kìa, địch đã vào thành rồi. Ba tên địch đã vào thành. Rồi sao con không ra chống lại đi, địch tới nơi rồi kìa. Uầy. Uầy. Nó xâm chiếm kìa. Nó xâm chiếm chỗ của con kìa. Con qua con sửa đi. Coi nha. Mà... đây là bên trong một cái thành mà mấy bạn mà coi phim kiếm hiệp mấy bạn có thấy là khi mà đánh giặc ngoài xong lúc nào người ta cũng đứng trên thành là đánh xuống đúng không? Đúng rồi. Đây là một trong những cái thành mà trong cái cuộc thời kỳ Hoàng Công Trực đã xây dựng nên dùng làm căn cứ của mình, cũng giống như là dùng để quan sát, dùng để bảo vệ đó. Ở phía trên cái chỗ này là mình, thì sẽ có dựng một cái cột cờ của Việt Nam mình. Cao đó mọi người, nó khá là thấp xíu. Mọi thứ người ta vẫn giữ nguyên như ngày xưa thôi. Còn ở phía bên đây thì mọi người, nãy mình đã dẫn mọi người đi vào bên trong nữa,
ở bên trong bên đây nó sẽ là cái đền thờ của người anh hùng Hoàng Công Chất đó, và một số hình ảnh về cái di tích lễ hội đây. Rồi đi sâu vào bên trong là cái nhà trưng bày. Sau khi đi thành Bản Phủ xong thì tụi mình có quay trở lại với nàng Ban hôm say. Hôm nay thì tụi mình sẽ có một cuộc hẹn dùng bữa trưa gia đình cùng với chị Kim. Chị Kim là chủ của hôm say. Chị mở hôm say này vào thời điểm bắt đầu dịch bùng phát, 2 năm đóng cửa ế ẩm. Trước đây chị từng làm giáo viên vùng cao với thâm niên hơn mười mấy năm đó. Sau này thì chị cảm thấy thu nhập của mình không tốt, cuộc sống bấp bênh không tự chủ được, cho nên chị đã quyết định ra làm riêng. Đợt này thì mình search trên mạng thì vô tình thấy homestay của chị. Thiệt ra là cái chuyến đi lần này á, mình rất mong muốn được gần gũi với nhiều người dân hơn, cho nên là mình cũng chủ đích tìm kiếm những homestay ở khu vực Điện Biên. Và may mắn cơ duyên mình quen biết được chị. Và hôm nay thì chị sẽ đích thân cùng gia đình của mình nấu một bữa ăn của người đồng bào dân tộc Thái để tiếp đãi những vị khách phương xa từ Sài Gòn đến, cùng theo chân của mình đột nhập nhà bếp nha. Trên dưới tùm lum lắm. Dạ. Cái đó là... Cái này là lá chát đó. Lá chát. Lá là một loại cây ở trên rừng ấy. À dạ. Đó, mình ăn thì nó sẽ vừa chát vừa ngọt. Dạ. Mà ăn với thịt mỡ thì nó lại không ngán. Dạ. Đặc biệt là nó giúp cho mình ăn nó dễ tiêu hóa, nó đóng bụng ấy. Dạ. Người Thái là hay ăn những cái liên quan đến rừng nhiều hơn. Dạ. Cây trên rừng. Măng hả bà? Măng. Măng. Măng chua. Dạ. Vừa bay vào dính lại. Cái này là tiêu. Tiêu đúng không bà? À mắc khén. Dạ ăn được ớt. Dạ. Dạ. Ăn được ớt nhiều. Bà cứ làm giống như bình thường mình ăn sao con ăn vậy thôi. Dạ. Em tay luôn hả? Có lạ miệng ớt nữa. Mà nó cái lá nó có kìa. Nó không có chát lắm nhưng mà nó kiểu nó sơ sơ, nó không có ngọt à. Nó sơ sơ, nó lạ miệng lắm. Nhưng mà thấy ăn không? Em... Không, em ăn được, em ăn được. Em ăn được, em ăn được. Nhưng mà thấy lạ miệng thôi. Dạ. Hello mọi người. Thì
Mọi người biết đó, là ở vùng Điện Biên là ngày xưa đã xảy ra rất là nhiều cuộc kháng chiến, và đến thời điểm hiện tại thì cũng gọi là vùng đất cũng trở nên cằn cỗi, và cũng gọi là có quá nhiều thứ để mà người ta càng cần có nhiều thời gian để phát triển hơn. Thì khi mà mình đến với vùng đất Điện Biên đó, thì mình thấy được rằng là ở vùng đất Điện Biên về con người chứ đi, về con người rất là dễ thương và gần gũi luôn. Còn về thức ăn thức uống thì hầu hết là các tuyến đường nếu mà các bạn muốn tìm đến một cái quán xá thì nó cũng ít hơn so với bình thường, tại vì ở khu vực này không có quá nhiều quán xá. Nhưng mà đổi ngược lại thì nếu mà đến những cái quán ăn dân tộc thì các bạn sẽ được chiêu đãi rất là nhiều cái món ngon. Một tí nữa thì mình sẽ cho các bạn thưởng thức cái thành quả những cái món ăn mà chị chủ đã chuẩn bị. Tén tèn tèn, hồi hộp và chờ đợi, bây giờ thì cuối cùng cũng đã đến giờ ăn rồi. Để mình giới thiệu sơ cho mọi người đôi nét về văn hóa ẩm thực của người đồng bào dân tộc Thái nhé. Người Thái ở Việt Nam của mình á, thì định cư chủ yếu ở khu vực núi Tây Bắc, các tỉnh như là Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình và Nghệ An. Nhưng khác với người dân tộc Hờ Mông hay sống ở những ngọn núi cao heo hút, thì người Thái chọn những thung lũng thấp nơi có những nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ để canh tác. Thì dân tộc Thái cũng trông là một trong những dân tộc một trong những cư dân nông nghiệp có trình độ cao như là người Kinh hay là người Khmer luôn. Trước đây thì nguồn thực phẩm chủ yếu trong bữa ăn hàng ngày và các dịp lễ Tết của người Thái thường là thịt rừng, cá sông và các loại rau, nấm, măng được săn bắn hái lượm ngoài tự nhiên. Dọc các sông lớn như sông Đà, sông Mã, người Thái thường bắt cá làm thực phẩm. Ngày nay khi tài nguyên rừng bị khai thác nhiều, các sông suối cũng bị ảnh hưởng do bị ô nhiễm môi trường hay đập thủy điện, người Thái sử dụng cung thực phẩm nhờ trồng trọt chăn nuôi là chủ yếu. Tóm lại thì nguyên liệu cho món ăn của người Thái là sự kết hợp giữa sản phẩm nông nghiệp và các loại cây cỏ có trong tự nhiên. Khác với người Thái ở Thái Lan hay là Lào, cách chế biến thực phẩm của người Thái ở Tây Bắc nhìn chung ít chịu ảnh hưởng của ẩm thực Ấn Độ do ít quan hệ giao lưu buôn bán. Ẩm thực dân tộc Thái Tây Bắc được đánh giá là nguyên bản và chịu ảnh hưởng ít nhiều của người Kinh hay người Trung Quốc, nhưng nó sẽ không rõ nét nha mọi người. Khi chế biến các món ăn thì người Thái chỉ sử dụng ít dầu mỡ thôi, thay vào đó là người Thái ưa chuộng những phương pháp chế biến thực phẩm. Các loại thịt, gia súc, gia cầm hay thủy sản đều có thể nướng. Thịt miếng thái miếng thì ướp gia vị, dùng xiên hoặc là nẹp tre đặt lên than hồng, hoặc thịt băm nhỏ bóp nhuyễn với trứng, gói lá chuối, gói lá dong kẹp lại nướng trên than đỏ hoặc vùi tro nóng. Khi chín thì thịt rất là thơm và ăn không bị ngán. Dân tộc Thái thì ưa cái hương vị đậm đà, giàu chất dinh dưỡng của món nướng. Món thịt trâu hoặc bò, cá, gà nướng được người Thái tẩm ướp gia vị rất cầu kỳ. Gia vị để ướp thì đa phần là mắc khén, là một loại tiêu của dân rừng, ớt, tỏi, gừng, muối. Trước khi đem ướp với thịt, các gia vị khác được đem lên nướng cho chín, lan tỏa mùi thơm. Khác với người Kinh chuộng món ăn có vị cân bằng giữa chua cay ngọt mặn, người Thái thì thích độ đậm đà của gia vị lên mức cao, kích thích vị giác đến mức tối đa. Màu sắc của món ăn cũng vô cùng sặc sỡ, tuy nhiên vẫn mang đậm đặc điểm của núi rừng chứ không cầu kỳ cắt tỉa như ẩm thực Huế hay là Hà Nội. Và trong thực đơn ngày hôm nay thì bọn mình sẽ được ăn rất là nhiều món, và trong đó sẽ gồm có một vài món rất là đặc biệt mang đậm dấu ấn của người dân tộc Thái, như là thịt băm cuốn lá nè, rồi thịt trâu nướng tảng, và đặc biệt đó là một loại thức uống mà tụi mình nghĩ là nó hơi lo lắng đó, đó là rượu men lá. Thì rượu men lá này theo như chị chủ Kim á, thì nói rằng á, là rượu men lá này có độ rất là cao nha mọi người. Trong văn hóa ăn uống thì người đồng bào dân tộc Thái sẽ mời nhau một chén rượu nồng để cho ấm bụng, sau đó sẽ bắt tay chúc sức khỏe nhau. Người dân tộc Thái sẽ thường chờ đợi khách thưởng thức những món ăn trước, sau đó thì họ mới mời dùng đũa, và để lại các bạn có cảm nhận chân thực về bữa ăn cùng người đồng bào dân tộc Thái ở đây, thì mình sẽ có một đoạn video cho mọi người xem ha. Không, nước ngọt đấy em. Coca. Coca đi. Để em đeo khẩu trang. Đeo khẩu nhiều món hơn, nhưng mà đang bận quá ấy. Thế là nhiều được.
không biết ở bản nào? Em ở Sài Gòn. Bản quận mấy? À, dạ, à, bản quận 7. Qua đi máy bay đi nè. À, dạ hôm trước đi máy bay qua đi tham quan quá. Dạ không tham quan đang lên tổ chùa. Lên tổ chùa. Dạ. Chùa nha. Chùa đây. Dạ. Tối đây luôn. Tối đây. Dạ mới đặt sáng. Mới đặt được sáng. Dạ. Chưa đã có chơi chơi đâu không? Dạ có định lên đầu A1 cầu Mường Thanh với lại Bảo Tàng. Dạ Bảo Tàng. Bằng này đèo này. Em đèo thì bằng này uống kẹo. À là qua tới cái thời kỳ phân rồi. Dạ. Là chưa đến. Chưa đến. Đó. Tức là cái là phần non. Phần non. Tức là nó đang trong quá trình chuyển hóa rồi ấy. À, đây là cái giấy mà để là cái này. Dạ là ý dịch nó xong mình làm được tốt. Dạ. Và sau khi mình nhậu no nê xong thì tụi mình bắt đầu phải di chuyển ra chỗ thuê xe và sau đó lên xe khách. Và lúc này thì tụi mình sẽ bắt đầu chinh phục hai đỉnh đèo nguy hiểm nhất ở miền Bắc bằng xe. Trong đó đèo Pha Đinh là một trong những nơi để hứng chịu nhiều mưa bom đạn bão nhất. Giờ đây thì đèo Pha Đinh đã được công nhận là di tích quốc gia, là minh chứng lịch sử của dân tộc. Mỗi nào là hoa đào hồng ứng, hoa mận trắng tinh, hoa ban rợp trời. Tháng 3 là mùa hoa ban nở rộ, loài hoa đặc trưng của tỉnh Điện Biên cũng là mùa được các phật thủ đánh giá là đẹp nhất luôn á. Khí hậu Pha Đinh thì rất là mát mẻ và dễ chịu, và mình khi có mưa nhiều sẽ rất dễ xảy ra sạt lở. Địa thế nơi đây thì vô cùng hiểm trở, với một bên là vách núi và một bên là vực sâu. Điểm cao nhất của đèo Pha Đinh cao khoảng 1.648m so với mực nước biển, và độ dốc của dốc đèo nhìn xuống thung lũng Mường Hoài trải rộng mênh mông. Đến gần phía đỉnh đèo chỉ có bầu trời thăm thẳm, núi rừng hùng vĩ bao la. Khi chinh phục đèo Pha Đinh thì mọi người đừng quên là sẽ nên dừng lại ở thung lũng Ẵng và để check in ở Pha Đinh Bác, một trong những cái khu du lịch 50 hecta do hợp tác xã Pha Đinh xây dựng nha. Và trong một đèo Ô Quy Hồ là một con đèo lớn và đẹp nhất của Sapa, cũng là một con đèo dài nhất ở vùng Tây Bắc. Đèo được biết đến với nhiều cái tên như là đèo Ô Quý Hồ nè, đèo Hoàng Liên Sơn hay là đèo Mai Cua. Khi nhìn nghiêng như một bức tranh thủy mặc đậm chất quay hùng, đó thật sự là một nét chấm phá đầy huyền ảo của vùng núi rừng Tây Bắc. Và nếu mà đứng sát ở một góc cua bên cạnh vách núi, đứng lặng lặng và đứng lắng nghe những hơi thở lặng im rợn gáy của núi rừng ngay dưới chân đèo của Ô Quy Hồ về phía Sapa,